Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Công an thành phố Ninh Bình bắt đối tượng vận chuyển trên 20 kg pháo nhập lậu. Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên xử phạt 19 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường Trung học Phổ thông Yên Phong 2, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình Xuân yêu thương Tết sum vầy. Trường Mầm non Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tổ chức chợ quê cho các em thiếu nhi. Nông dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình được mùa khoai tây. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, trên khắp đường làng ngõ xóm của huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đều rực rỡ cờ hoa chào đón năm mới Mậu Tuất, trong đó phần lớn kinh phí do người dân đóng góp. Những tuyến đường rực rỡ như thế này xuất hiện ở nhiều xã trên địa bàn huyện Văn Lâm như Trưng Trắc, Lạc Hồng, Minh Hải, Lạc Đạo. Người dân thành lập những hội xóm đoàn kết bình an cùng nhau chung sức trang trí đường làng. Mức đóng góp dao động từ 100 đến 200 nghìn đồng một hộ. Xóm nào kinh phí ít thì chỉ treo quốc kỳ, cờ hoa đơn giản. Xóm nhiều thì có thêm đèn lồng, đèn nháy. Hoạt động này không chỉ giúp cho thôn xóm thêm đẹp, thêm vui mà còn thể hiện sự đoàn kết trong xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc và thành công rực rỡ trong năm mới. Xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang có bước chuyển mình đi lên vững chắc, tạo diện mạo khang trang cho làng quê nông thôn mới. Sự khởi sắc đó bắt nguồn từ sự đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, tạo dựng sự phát triển bền vững. Để tạo dựng sự phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Xuyên đã đề ra những chủ trương giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã đã tập trung khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, lựa chọn những cây trồng, con nuôi có năng suất hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và lợi thế sẵn có. Đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình cây trồng vụ đông mang lại hiệu quả. Tại hai thôn trong xã, bà con nông dân thâm canh trên diện tích 90 ha cây vụ đông và 25 ha rau màu chuyên canh trồng các loại su hào, bắp cải, cà chua. Mỗi sào rau màu, vụ này bà con nông dân trong xã thu từ 10 đến 20 triệu đồng, thậm chí có diện tích thu đến 30 triệu đồng một sào. Ở Long Xuyên cũng đã có một số hộ đầu tư nhà màng, nhà lưới trồng rau màu cho thu nhập khá cao. Có một điểm nổi bật của Long Xuyên chúng tôi là xây dựng được vận động nhân dân và cùng với hỗ trợ của nhà nước là xây dựng được 8.500 m² nhà màng để trồng rau sạch ở trong đó. Đây là điểm có thể là cốt lõi mà từ đó thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm diện tích và hướng tới là xây dựng cái vùng rau sạch của huyện, cung cấp cho huyện và các vùng phụ cận. Đây là cái mới. Cùng với tập trung phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động, xã đã huy động sức dân, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, phát huy cao tinh thần dân chủ, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Tổng các nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới của xã là gần 100 tỷ đồng. Nhân dân đã tự nguyện hiến 10,5 ha đất để làm đường giao thông nội đồng. Trong sự phát triển toàn diện của xã Long Xuyên thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã với 200 đảng viên cùng hệ thống chính trị, từng chi bộ đảng, các đoàn thể từ xã đến các thôn đều đạt vững mạnh. Thôn tôi là có 54 đảng viên, thì các đồng chí đều phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm của người đảng viên, vận động gia đình, quần chúng nhân dân thực hiện rất là tốt các cái việc là chủ trương chính sách của Đảng. Hiện nay là thôn chúng tôi là đã có nhà màng, nhà lưới, cái thu nhập vụ đông thì cây hành, cây tỏi rồi cà chua, rau màu, nói tóm lại là nhân dân thu nhập là năm nay là tương đối cao, nó được giá và bà con rất phấn khởi. Bức tranh làng quê Long Xuyên đang bừng sáng với nhiều sắc màu tươi mới để đón một mùa xuân mới với niềm tin và kỳ vọng vào những bước phát triển bền vững trên con đường đi tới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trên địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có hơn 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng hàng nghìn cơ sở sản xuất hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau với hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư. Sự phát triển của các doanh nghiệp đã góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề theo hướng tăng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ và giảm trong lĩnh vực xây dựng. Thực hiện chủ trương phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa bàn nông thôn, huyện Ý Yên đã xây dựng được 5 cụm công nghiệp tập trung ở thị trấn Lâm và các xã Yên Xá, Yên Ninh. Đến nay, các cụm công nghiệp đều cơ bản được lấp đầy diện tích.
2/3 tổng số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện chuyển vào sản xuất tại các cụm công nghiệp đã và đang sản xuất kinh doanh ổn định. Hàng năm, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu số lượng lớn các sản phẩm đồ gỗ, đồ đồng mỹ nghệ. Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Ý Yên tăng 11,7% so với năm 2016, tạo thu nhập ổn định cho trên 8.000 lao động. Thưa quý vị và các bạn, một vụ khoai tây thắng lợi cả về năng suất và chất lượng, nông dân thu lãi 3 triệu đồng một sào. Điều này đã tạo động lực cho nông dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tiếp tục mở rộng diện tích trong vụ sau. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng của huyện Thái Thụy, nông dân phấn khởi ra đồng thu hoạch khoai tây. Giống khoai tây do tỉnh hỗ trợ cho năng suất cao, cao hơn năm ngoái 2 tạ trên sào. Năm nay thì làm được cái nó thuận thời rồi là dân làm như thế là nó được, cho nên là dân cũng nô nức làm, thi đua nhau làm. Năm nay, bà con còn sáng tạo trong thu hoạch bằng cách sử dụng máy tự chế. Điều này đã giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí. Thu hoạch đến đâu, thương lái thu mua tại ruộng ngay đến đó với giá tương đối cao. Với 570 hecta khoai tây, tăng gấp đôi diện tích so với năm ngoái, huyện Thái Thụy còn hỗ trợ bà con liên kết bao tiêu đầu ra sản phẩm. Từ những thắng lợi của vụ khoai tây vụ đông này, đã tạo được động lực để nông dân các địa phương trong huyện Thái Thụy tiếp tục mở rộng diện tích trong vụ sau. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Qua một tháng phát động gạo ủng hộ hội viên nghèo ngày Tết, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của hội viên. Trên tinh thần tự nguyện, cuộc vận động nhận được sự tham gia ủng hộ của gần 800 hội viên với tổng số gạo trên 2 tạ. Số gạo thu được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao tặng cho 15 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trung bình 15kg một người. Cùng với đó, 15 hội viên còn được nhận quà Tết trị giá 50.000 đồng trích từ số tiền thu gom phế liệu sạch do chị em phụ nữ phát động trong thời gian qua. Với phương châm, một miếng khi đói bằng một gói khi no, hoạt động mang ý nghĩa tích cực, góp phần giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn, no ấm hơn trong ngày Tết cổ truyền. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức trao quà cho các gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Sơn Thành, huyện Nho Quan. 50 phần quà bao gồm bánh kẹo, một số đồ dùng phục vụ dịp Tết Nguyên đán cùng tiền mặt đã được đoàn trao tặng tới các gia đình hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong năm 2017. Các hộ gia đình được nhận quà trong dịp này đều hết sức xúc động và cảm ơn sự quan tâm, sự hỗ trợ từ cộng đồng xã hội. Với mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, những món quà không những có giá trị về vật chất mà còn là một lời động viên về tinh thần đến nhân dân xã Sơn Thành vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, đẩy nhanh tốc độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và có một cái Tết đầm ấm vui tươi. Nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất 2017, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nam Định, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup đã trao tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam tại phường Thống Nhất, thành phố Nam Định. Đây là những hộ nghèo thuộc 4 đơn vị gồm phường Thống Nhất, phường Trần Quang Khải, xã Lộc Hòa và xã Nam Phong, thành phố Nam Định. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm quà và tiền mặt. Đây là sự quan tâm, động viên kịp thời của những tấm lòng vàng tập đoàn Vingroup, góp phần chia sẻ bớt khó khăn, chung tay cùng các gia đình chính sách, người nghèo thành phố Nam Định đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Quỹ Thiện Tâm và Tập đoàn Vingroup sẽ dành tặng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nam Định 1.000 suất quà với tổng trị giá 500 triệu đồng. Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ngọ ở thôn Thái Phú Đoài, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ngọ, hiện 83 tuổi, có hai con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm tri ân công lao và đền đáp hy sinh to lớn của mẹ, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng đã quyên góp 70 triệu đồng để cùng gia đình, dòng họ, địa phương xây tặng mẹ ngôi nhà mái bằng, diện tích 40m², khang trang kiên cố, mong muốn mẹ khỏe mạnh, sống lâu, là tấm gương sáng, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu và gia đình. Trong những năm qua, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng đã đóng góp xây tặng hơn 10 ngôi nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cũng nhân dịp này, Tổng cục 2 và nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể địa phương đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho mẹ Phạm Thị Ngọ.
nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, trường mầm non Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tổ chức phiên chợ quê cho các cháu thiếu nhi nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018. Phiên chợ quê tại trường mầm non Liêm Chính được tái hiện với gần 10 gian hàng, được thiết kế bằng những lều lán lợp bằng rơm dạ. Phiên chợ quê bày bán những nông sản phẩm mang đậm hương vị quê như vật nuôi, hoa quả. Bên cạnh đó còn có những gian hàng thủ công do cô và trò trong nhà trường tự làm như tranh vẽ, hoa giấy, cây đào, cây mai, bao lì xì, đồ chơi. Đặc biệt tại phiên chợ quê, các bé còn được hát múa, tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn. Toàn bộ số tiền thu được từ phiên chợ quê sẽ được nhà trường dùng để làm từ thiện. Nhân dịp này, trường mầm non Liêm Chính đã tặng 30 suất quà, trong đó 5 suất quà trị giá 500.000 đồng, 25 suất quà trị giá 300.000 đồng cho trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Với mục tiêu tạo không gian văn hóa, cổ truyền ngày Tết, qua đó tăng cường giáo dục toàn diện đối với học sinh, đặc biệt là giúp các em có thêm kiến thức hiểu biết về truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Yên Phong 2, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương, Tết Xuân Vầy với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hội thi gói bánh chưng là một trong những hoạt động gây được sự chú ý và thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh nhà trường. Để tham gia hội thi, mỗi lớp sẽ cử ra 5 bạn khéo tay thực hành gói bánh. 40 lớp là 40 đội tham gia hội thi. Nguyên liệu gồm lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, gia vị và dê lạt để buộc bánh. Sau khi gói bánh xong, các lớp sẽ tiến hành luộc bánh và bày bâm ngũ quả và tự thuyết trình về sản phẩm của lớp mình. Trên cơ sở các tiêu chí về kích thước, nguyên liệu, gói bánh đảm bảo tươi ngon, bánh gói phải có độ chặt tay, đặc biệt khi bánh chín, bóc ra phải đảm bảo xanh đều, rèn và đẹp mắt. Ban giám khảo sẽ lựa chọn chấm điểm theo từng khối lớp. Bản thân em cũng là một trong những người làm hoạt động ở trong trường ấy. Nên em cảm thấy tổ chức như này, về cá nhân em thì rất là được trải nghiệm này. Bọn em được tự lực, tự mình làm ra những cái mà mình chưa bao giờ làm ấy. Các học sinh cũng cảm thấy rất là vui, hào hứng, bọn em rất là hào hứng ạ. Cùng với hội thi gói bánh chưng, thì trong chương trình Xuân Yêu Thương Tết Xuân Vầy, Trường Trung học Phổ thông Yên Phong 2 còn tổ chức hội chợ mùa xuân với sự tham gia của tất cả các khối lớp. Mỗi lớp đăng ký ít nhất một gian hàng với 5 khu vực trưng bày chính bao gồm khu vui chơi, khu ẩm thực, khu chợ hoa, khu mua sắm Tết, các mặt hàng thủ công và phòng triển lãm nghệ thuật. Sự đa dạng các hình thức thể hiện với sức sáng tạo của học sinh là điều được ban tổ chức, ban giám khảo đánh giá cao. Cùng với đó, nhà trường còn tổ chức cuộc thi văn nghệ gương mặt thân quen Yên Phong 2 và hội thi thời trang sắc xuân. Mỗi lớp cử một đội tham gia phần thi trình diễn trang phục với chủ đề về mùa xuân trên cơ sở nhạc nền và lời bình giới thiệu về trang phục. Không chỉ những trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, nhảy sạp hay viết chữ thư pháp, nặn tỏ hè, những hoạt động diễn ra bên lề tạo điểm nhấn thú vị để chương trình Xuân Yêu Thương, Tết Xuân Vầy thực sự là ngày hội với không chỉ các em học sinh. Ngay trong khuôn khổ chương trình, nhà trường cũng tổ chức trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động ngoại khóa chương trình Xuân Yêu Thương Tết Xuân Vầy được coi là một trong những giải pháp tích cực của thầy trò Trường Trung học Phổ thông Yên Phong 2 trong thực hiện đổi mới, sáng tạo hoạt động dạy và học, hướng tới việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giáo dục toàn diện cho học sinh. Tiếp theo là những tin tức đáng chú ý khác. Đội kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại một số đơn vị cơ sở chế biến thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Đội kiểm dịch đã đến kiểm tra tại công ty cổ phần thực phẩm Thái Bình và cơ sở lợn sữa đông lạnh Hùng Phương. Tại đây, đoàn đã yêu cầu cơ sở xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu chế biến, giấy kiểm dịch, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép đăng ký kinh doanh, đồng thời kiểm tra quá trình giết mổ, sơ chế thịt lợn, điều kiện bảo quản, tiệt trùng, hệ thống xử lý chất thải của cơ sở. Kết quả, cả công ty cổ phần thực phẩm Thái Bình và cơ sở lợn sữa đông lạnh Hùng Phương đều chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu đầu vào rõ ràng, có quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng chất phụ gia độc hại. Đội kiểm dịch cũng tuyên truyền phổ biến đến hai cơ sở các quy định của pháp luật về điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm trong vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật.
đồng thời yêu cầu hai cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm khi sản xuất trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Ban chỉ đạo 389 huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất và kinh doanh các mặt hàng Tết trên địa bàn huyện. Qua một tháng triển khai từ ngày 6 tháng 1 năm 2018 đến ngày 6 tháng 2 năm 2018, đoàn đã tiến hành kiểm tra 23 cơ sở kinh doanh các mặt hàng Tết trên địa bàn, đã lập biên bản 19 cơ sở để xử phạt theo thẩm quyền với tổng số tiền phạt trên 70 triệu đồng. Trong đó có 6 cơ sở không niêm yết giá tại thời điểm phải niêm yết giá theo quy định, 6 cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 4 cơ sở không có nhãn hàng hóa theo quy định, một cơ sở sử dụng phụ gia thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ để chế biến thực phẩm và một cơ sở kinh doanh bia tươi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Thực hiện cao điểm chiến dịch tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã vận động thu hồi được nhiều vũ khí quân dụng còn sót lại sau chiến tranh và nhiều hung khí nguy hiểm. Nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền, nhân dân trên địa bàn huyện Tứ Kỳ tự giác đến cơ quan công an giao nộp nhiều vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và các vũ khí, hung khí có tính sát thương. Đến thời điểm này, Công an huyện Tứ Kỳ đã vận động thu hồi được gần 100 loại vũ khí, dao kiếm, trong đó nhiều vũ khí quân dụng còn sót lại sau chiến tranh. Công an huyện đang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Mới đây, qua tăng cường tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Ninh Bình đã phát hiện và thu giữ trên 20 kg pháo nhập lậu. Số pháo nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc, được vận chuyển trên xe ô tô biển kiểm soát 35A01143. Số pháo nhập lậu vận chuyển trái phép được xác định chủ sở hữu là Đinh Trọng Thiện, trú quán tại xã Gia Sơn, huyện Nho Quan. Thiện đã thuê xe ô tô từ xã Gia Sơn xuống thành phố Ninh Bình nhận hàng thì bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Số pháo nhập lậu bị bắt giữ gồm 10 hộp pháo sàn và 50 quả pháo trứng. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đinh Trọng Thiện cho biết đã mua số pháo trên qua mạng và sẽ đưa về quê tiêu thụ. Vụ việc đang được Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật. Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch ra quân, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phương tiện tham gia giao thông. Xác định trong dịp cuối năm, đặc biệt là trong dịp Tết, tình hình an toàn giao thông sẽ có những diễn biến phức tạp, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tăng. Do đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông ở mức thấp nhất, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp chặt chẽ, cán bộ làm nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp phát hiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý kiềm chế tai nạn ở mức thấp nhất. Tại các chốt kiểm tra này, người tham gia giao thông vi phạm được cảnh sát giao thông giải thích rõ hành vi vi phạm của mình. Từ đó, lập biên bản, yêu cầu người vi phạm thực thi, tập trung xử lý những lỗi vi phạm của người điều khiển xe ô tô vận tải quá lượng khách, người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, sử dụng quá mức độ nồng độ cồn cho phép. Cái dịp Tết này thì cái nguy cơ dẫn đến ùn tắc giao thông rất cao. Do vậy, để đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, chúng tôi bố trí xây triển khai có hiệu quả và các cái phương án phân luồng phân tuyến, đặc biệt trên tuyến quốc lộ và cái đảm bảo cái tuyến quốc lộ và phối hợp với các tỉnh bạn để phân luồng phân tuyến từ xa để đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, đặc biệt các nút giao thông trọng điểm như nút giao thông Tây Nam, nút Bồ Sơn, nút cầu Đại Phúc, để đảm bảo giao thông là an toàn thông suốt cho người và nhân dân đi lại thuận tiện và đón Tết an toàn lành mạnh. Và ra Tết Nguyên đán là lễ hội thì chúng tôi đã chủ động, đến nay đã chủ động xây dựng các phương án rồi, sẽ tổ chức phân luồng tuyến và bố trí chốt rồi tuần tra kiểm soát để quyết tâm năm nay sẽ đảm bảo cái giao thông lễ hội là an toàn tuyệt đối và không để ùn tắc xảy ra. Với sự chuẩn bị chủ động tích cực và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm sẽ được tăng cường, phấn đấu để Tết Nguyên đán vui vẻ và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.